chiếc Mercedes E hai cửa rất thể thao và form từ đời 2010, nhưng mà nhìn như những xe đời mới 2023. Hôm nay là thợ Mercedes-Benz chuyên thay gạt mưa ở đây, thì giới thiệu anh em một đôi gạt mưa hybrid, trainer hybrid size 24-24 dành riêng cho dòng E350 này. Đi cùng với nó là sẽ có một cái adapter tên là gì em? Side lock. Lắp đặt rất đơn giản, hoàn toàn có thể tự đặt và thay thế tại nhà, tự đặt hàng trên trang web hainervietnam.vn. Anh em này cầm cái gạt mưa zin, cái cần gạt mưa zin theo xe này, anh em chỉ nhấc lên này. Đấy, xoay rút một cái, không cần một tiếng lực nào cả. Sau đó thì lắp cái adapter side lock vào. Tách một cái, đó là xong rồi. Lên lên gạt đi nước. Nước vào. Rất sạch và êm luôn. Mà giá lại rẻ. Bây giờ đóng cửa đấy.